Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Bàn đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm để xử lý đối tượng chở 25 hộp gỗ xến trái phép từ khu vực xã Liêm Phú, Khánh Yên Hạ ra trung tâm huyện Văn Bàn sáng ngày 30 tháng 11. Thông tin từ lực lượng chức năng, đây là vụ vận chuyển lâm sản trái phép lớn nhất được lực lượng Kiểm Lâm phát hiện trong năm 2023. Đây là tang vật vụ vận chuyển gỗ trái phép đang được niêm phong tại Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Bàn. Xe ô tô Ford Transit loại 16 chỗ, biển kiểm soát 35B01123, bên trong chở 25 hộp gỗ xến với tổng khối lượng 1.867 m3, không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ. Hiện tại chúng tôi đã báo cáo chi cục cũng đang hoàn thiện các hồ sơ. Quan điểm của cơ quan Hạt Kiểm Lâm là sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội để đảm bảo thực thi nhiệm vụ, chức trách nhiệm vụ cũng như đảm bảo những cá nhân quyền lợi có liên quan trong vụ việc này. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 11, nhận tin báo của nhân dân có một xe ô tô du lịch vận chuyển gỗ trái phép từ khu vực xã Liêm Phú, Khánh Yên Hạ ra trung tâm huyện Văn Bàn. Khi phương tiện đi đến tổ 11 thị trấn Khánh Yên, thấy lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng xe kiểm tra, lái xe cố tình điều khiển xe bỏ chạy, sau đó bỏ xe trốn khỏi hiện trường. Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Bàn đã phối hợp với lực lượng công an lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời tổ chức truy tìm lái xe, chủ xe để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với cái lượng gỗ như này, theo quy định của nghị định số 35 và nghị định số 07 thì toàn bộ những cái tang vật phương tiện này nó sẽ tịch thu, và sau này căn cứ trên cái cơ sở khối lượng gỗ nhưng cũng như là giám định các cái loài gỗ thì căn cứ theo quy định chúng tôi sẽ có những cái hình thức xử lý theo quy định của nhà nước. Được biết, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Kiểm Lâm huyện Văn Bàn đã phát hiện 3 vụ với các đối tượng phá rừng hoặc buôn bán lâm sản trái phép, sử dụng ô tô du lịch hoán cải để chở gỗ nhằm qua mắt lực lượng chức năng.